Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ những kiến thức tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, được sự trợ duyên của thầy Gia Cát cùng các thầy trong hiệp hội phong thủy và tâm linh Việt. Quý vị thân mến, đây là những con giáp xui xẻo bị cuộc đời vùi dập lên xuống, không ngóc đầu lên được, tình cảm trắc trở, bị người thân hiểu lầm và bạn bè xa lánh. Thế nhưng theo phân tích của các nhà tử vi tâm linh, sau khi bước sang ngày 9 tháng 9 âm lịch, cuộc sống của những con giáp này sẽ bước sang một trang mới. Vận xui qua đi, vận may ùn ùn kéo đến, thần tài ban phát tài lộc, công việc hanh thông thuận lợi, tiền bạc ùn ùn kéo về, mua nhà lầu xe hơi, đất đai nhiều vô kể, khiến làng xóm nể phục, bạn bè kính nể, đi đâu cũng được mọi người coi trọng. Xin mời quý vị cùng theo dõi video để biết mình có thuộc những con giáp may mắn này hay không nhé. Tuổi may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay không ai khác là những gia chủ tuổi Tỵ. Đây là con giáp đầu tiên có cơ hội trúng số đổi đời trong ngày hôm nay. 1. Tuổi Ngọ. Các chuyên gia tử vi chiêm tinh cho hay, nhờ được tam hợp phù trợ, người tuổi Ngọ có cơ hội gặp được người đồng chí hướng trong ngày hôm nay. Đôi bên có nhiều quan điểm chung về cách xử lý công việc nên việc hợp tác diễn ra vô cùng thuận lợi, chẳng còn khó khăn cản đối. Với người làm kinh doanh cũng có thể được tiếp xúc với những mối khách hàng triển vọng, không chỉ đem lại cho bản mệnh khoản tiền dư giả ở hiện tại mà còn có thể cả tương lai. Hãy phát huy khả năng của mình để gây ấn tượng với họ nhé. Thêm vào đó, nhiều cục diện mộc sinh hỏa, những mâu thuẫn rạn nứt trước đó được bản mệnh khéo léo giải quyết, không để chuyện quá khứ ảnh hưởng nhiều đến hiện tại. Con giáp này tưởng chừng vô tâm nhưng có lúc lại vô cùng tâm lý. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Con giáp may mắn thứ hai trong ngày hôm nay đó là những người tuổi Hợi. 2. Tuổi Hợi. Theo các nhà tử vi học, nhờ được cục diện nhị hợp giúp người tuổi Hợi có tâm trạng phấn chấn khi bắt đầu một tuần mới. Bạn sẵn sàng thực hiện các công việc được phân công, cho dù đó là công việc mới mà bạn chưa xử lý bao giờ đi nữa. Tinh thần tích cực của bạn có thể truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh, khiến cả tập thể hăng say làm việc. Hãy gắn kết mọi người với nhau, bạn sẽ nhận thấy mọi việc còn tiến triển thuận lợi hơn dự tính rất nhiều. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Con giáp may mắn thứ ba trong ngày hôm nay là những người tuổi Sửu. 3. Tuổi Sửu. Nhờ được chính ấn soi tỏ, con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu phát triển vô cùng hanh thông. Bạn biết đâu là cơ hội để phát triển và nắm bắt nhanh chóng, thậm chí bạn không ngại thử sức mình ở những nội dung công việc mới. Người làm lãnh đạo đưa ra được những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể vượt qua được khó khăn. Bạn nhận được sự ngưỡng mộ và tin cậy của mọi người xung quanh và hứa hẹn còn thăng tiến hơn nữa trong tương lai. Bên cạnh đó có mộc khắc thổ, dần mộc khắc sửu thổ. Tiếc rằng chuyện tình cảm của bản mệnh lại phủ một màu ảm đạm. Có lẽ bạn đang quá quan tâm đến sự nghiệp của mình mà lơ là trách nhiệm với gia đình, khiến mối quan hệ với các thành viên trở nên phai nhạt. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Ất Sửu 1985 mệnh Kim, nhận lấy những tổn thương trong tình cảm. Tuổi Đinh Sửu 1997 mệnh Thủy, hãy trò chuyện với người thân nhiều hơn. Tuổi Kỷ Sửu 1949 mệnh Hỏa, sự nghiệp phát triển hanh thông. Tuổi Tân Sửu 1961 mệnh Thổ, nhận được sự tin cậy của mọi người. Tuổi Quý Sửu 1973 mệnh Mộc, nhanh chóng nắm bắt cơ hội của mình. Con giáp may mắn thứ tư trong ngày hôm nay là những người tuổi Mùi. 4. Tuổi Mùi. Trong ngày hôm nay được chính ấn nâng đỡ, sự nghiệp của con giáp này cũng có những bước tiến vượt bậc. Bạn gây được ấn tượng tốt đẹp với lãnh đạo và nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh. Cơ hội được thăng chức tăng lương không còn xa nữa. Bên cạnh đó lại được cục diện thổ sinh kim. Nếu đã phải lòng ai thì người tuổi Mùi hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội để bày tỏ. Hãy dùng sự chân thành của mình để khiến đối phương rung động. Còn nếu bạn không chủ động thì mãi chẳng thể kéo gần khoảng cách với đối phương.
Người đã lập gia đình dần biết cách để sắp xếp công việc và cuộc sống của mình sao cho cân bằng. Bạn không vì công việc quá bận rộn mà lơ là việc quan tâm đến người thân yêu. Nhờ vậy, bầu không khí gia đình bạn luôn đầm ấm. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau: tuổi Ất Mùi 1955 và 2015 mệnh Kim, công việc tiến triển như mong muốn. Tuổi Đinh Mùi 1967 mệnh Thủy, gây ấn tượng tốt với mọi người. Tuổi Kỷ Mùi 1979 mệnh Hỏa, hãy chủ động thể hiện tình cảm. Tuổi Tân Mùi 1991 mệnh Thổ, biết cân bằng sự nghiệp và cuộc sống. Tuổi Quý Mùi 1943 và 2013 mệnh Mộc, hãy chân thành với người thân thiết. Con giáp may mắn thứ 5 trong ngày hôm nay là những người tuổi Dần. 5. Tuổi Dần. Thưa quý vị, xem tử vi của người tuổi Dần hôm nay, các nhà tử vi học cho biết, nhờ có cục diện thiên tài chiếu mệnh, con đường tài lộc của người tuổi Dần rực sáng trong ngày hôm nay. Bạn có thể thu về một khoản dư giả nhờ các mối đầu tư bất ngờ có lãi. Thậm chí có một vài người còn có cơ hội phát tài bất ngờ nhờ may mắn, có cơ hội trúng thưởng, trúng số. Tuy nhiên, khi cầm khoản tiền ấy ở trong tay, bạn nên có cách chi tiêu hoặc đầu tư thỏa đáng, không nên chỉ nghĩ đến việc hưởng thụ nhất thời. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau: tuổi Giáp Dần 1974 mệnh Thủy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao. Tuổi Bính Dần 1986 mệnh Hỏa, nhận được khoản tiền đầu tư chính xác. Tuổi Mậu Dần 1998 mệnh Thổ, có cơ hội phát tài bất ngờ. Tuổi Canh Dần 1950 và 2010 mệnh Mộc, giữ gìn sức khỏe, tránh va chạm tổn thương. Tuổi Nhâm Dần 1962 mệnh Kim, có cơ hội được cất nhắc trong hôm nay. 6. Tuổi Mão. Nhờ tam hội trợ giúp, người tuổi Mão trở thành tấm gương cho mọi người trong tập thể noi theo. Bạn thường tìm ra hướng đi mới để giải quyết công việc, không còn mãi đi theo một lối mòn mà người đi trước đã vạch ra. Tuy nhiên, dù có gặt hái được thành công lớn thế nào, bạn cũng chớ nên kiêu ngạo, cho rằng người khác phải nghe theo mình. Ai cũng có những thế mạnh riêng. Bạn nên nhìn ra điểm mạnh của người khác và học tập cải thiện bản thân. Đồng thời, Mộc Vượng khuyên bạn, dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đừng nên bắt cơ thể làm việc mệt mỏi quá sức, kẻo lại đổ bệnh. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau: tuổi Ất Mão 1975 mệnh Thủy, là tấm gương để mọi người noi theo. Tuổi Đinh Mão 1987 mệnh Hỏa, hãy nắm bắt cơ hội xuất hiện trước mắt. Tuổi Kỷ Mão 1999 mệnh Thổ, tìm ra hướng giải quyết vấn đề. Tuổi Tân Mão 1951 và 2011 mệnh Mộc, nên chú ý hơn đến sức khỏe của bản thân. Tuổi Quý Mão 1963 mệnh Kim, tích cực học hỏi mọi người xung quanh. 7. Tuổi Thìn. Thiên ấn cho thấy sự nghiệp của con giáp này đang có những bước phát triển đáng kể. Bạn xử lý thành thạo những vấn đề xuất hiện trước mắt nhờ có vốn kinh nghiệm phong phú. Thậm chí bạn còn giúp được mọi người giải quyết khó khăn. Để may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Bên cạnh đó, cục diện mộc khắc thổ, quan hệ giữa người tuổi Thìn và người tuổi Thân thiếu đi phần hòa hợp. Có lẽ khoảng cách thế hệ khiến cho bản mệnh thường xuyên mâu thuẫn ý kiến với cha mẹ hoặc con cái mình. Trước khi oán trách người nhà không hiểu mình, bạn cũng nên đặt mình vào vị trí của người thân để suy nghĩ. Chỉ khi hai bên đều muốn chia sẻ và thấu hiểu, mọi người mới có thể hiểu nhau và hóa giải khúc mắc. Chi tiết từng tuổi như sau: tuổi Giáp Thìn 1964 mệnh Hỏa, giải quyết các vấn đề thuận lợi. Tuổi Bính Thìn 1976 mệnh Thổ, giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn. Tuổi Mậu Thìn 1988 mệnh Mộc, hãy đặt mình vào vị trí của người khác. Tuổi Canh Thìn 2000 mệnh Kim, quan hệ gia đình không hài hòa. Tuổi Nhâm Thìn 1952 mệnh Thủy, hãy học cách thấu hiểu người thân.
Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 7 con giáp may mắn nhất trong ngày 9 tháng 9 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.